nhạc rất là đặc sắc, rất là hay, phối những cái bản nhạc rất là hay và những cái ánh sáng theo những cái nhạc nước nó lên, nó theo cái khung nhạc nó rất là mang cái cảm xúc thăng hoa cho người xem. Cảm giác mình rất vui, rất phấn khởi, lần đầu tiên là Sầm Sơn qua một nhạc nước thế này. Đối với cái khu vực nhà nước là chúng tôi đang có hai cái đài phun nước và nó được cấu thành bởi hơn 400 cái thiết bị bơm nước, hơn 900 đèn chiếu rọi và toàn bộ cái hệ thống này nó quyện lại với nhau và nó đi theo một cái công nghệ mới đối với Việt Nam tại thời điểm hiện nay, nó là hiện đại nhất. Chúng tôi đang thiết kế và đưa vào vận hành cái hệ thống này ấy, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề thiếu về cái điểm chơi cũng như là các cái sản phẩm du lịch và đảm bảo được một nhu cầu của người dân ở địa phương, đồng thời cũng là một cái điểm đến hấp dẫn toàn quốc cũng như khách nước ngoài.